Xin chào quý các bạn, và trong video ngày hôm nay thì mời quý các bạn cùng Bảo Duy của Auto Eli chúng ta cùng chạm trán với một thanh niên đến từ Hàn Quốc, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Ford Everest hay Chevrolet Trailblazer tại thị trường Việt Nam. Đó chính là Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư. Đứng ngay bên cạnh Duy là phiên bản 2.2D Hatchback Premium với cái giá bán là 1 tỷ 245 triệu. Nếu như các bạn ra biển ở tại thành phố Hà Nội thì sẽ có cái mức giá là hơn 1 tỷ tư một chút. Thiết kế thế hệ thứ tư của Santa Fe mang kiểu dáng SUV đặc trưng, giúp tăng cường vẻ ngoài đầy biểu cảm và trưởng thành hơn của chiếc xe. Mặt trước Hyundai Santa Fe nổi bật với lưới tản nhiệt cascading dạng thác nước, hệ thống chiếu sáng hỗn hợp bao gồm đèn LED ban ngày mỏng nét được đặt ở trên phần nắp capo và cụm đèn pha được chuyển xuống phía dưới ba đợt sốc. Các đường nét thiết kế ở phần đầu nhấn mạnh vào chiều rộng và cảm giác mạnh mẽ của xe. Ở cái cụm đèn này thì rõ ràng là chúng ta về mặt thiết kế thì chúng ta thấy rằng là nó có sự lạ mắt và đẹp, phải không ạ? Nhưng mà nếu về xét về cái ưu nhược điểm thì nó cũng đương nhiên là cũng có những ưu nhược điểm của nó. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái thông lượng ánh sáng tốt với cái mặt chóa đèn rộng. Bố trí đèn, cái cách bố trí đèn nó cũng khiến cho chúng ta cảm nhận được rằng cái thiết kế này nó mang một cái hơi hướng hiện đại hơn. Nhưng mà ở nhược điểm là gì? Khi mà chúng ta di chuyển vào những cái điều kiện đường bùn bẩn hay trời mưa thì cái phần bùn bẩn sẽ bắn lên cái mặt đèn phía trước này gây bẩn. Mà ở đây thì chưa có cái hệ thống rửa đèn pha, chúng ta chắc chắn là sẽ phải sử dụng bằng tay để lau. Đó là cái nhược điểm. Và khi mà đưa cái đèn xuống phía dưới ba đợt sốc này thì nó nằm thấp, cũng không làm ảnh hưởng nhiều tới những cái phương tiện đối diện, đặc biệt là những cái mẫu xe sedan khác. Ở phía dưới đây chúng ta cũng có đèn sương mù được trang bị công nghệ LED. Đèn pha rồi đèn LED định vị ban ngày cũng vậy, đều sử dụng công nghệ LED, chỉ có đèn xi nhan ở đây là sử dụng bóng halogen mà thôi. Ở trước chúng ta cũng sẽ có 4 cảm biến phía trước. Từng đường nét trên Hyundai Santa Fe 2019 được trau chuốt hơn, giúp xe tiếp tục hấp dẫn những khách hàng trẻ cá tính. Phiên bản Premium này được trang bị bộ la răng 19 inch. Các chi tiết xe, phong cách xe Việt dã chắc chắn. Điểm mà Duy rất thích ở trên Hyundai Santa Fe đó chính là cái phần ốp nhựa ở phần dưới của cánh cửa. Phần thiết kế này đã làm cho cái phần cánh cửa này, thứ nhất là về mặt thẩm mỹ, chúng ta đã thấy là nó dài hơn, ôm trọn xuống phần gầm xe. Và cái phần ốp nhựa này cũng che đi cái phần hông ở đây, khiến cho chúng ta lên xuống không bị cạ phần ống quần vào đây bị bẩn. Gương chiếu hậu của Hyundai Santa Fe thì được trang bị cái mặt gương khá là rộng, dạng kính chúng ta nhìn như kiểu không có viền ấy. Rất là đẹp, phải không ạ? Và đi kèm cái đèn cảnh báo điểm mù ở trên gương, các bạn có thể thấy ở đây. Rồi đèn xi nhan báo rẽ cũng được tích hợp ở trên gương luôn. Tiến xuống cái phần đuôi xe, mời các bạn. Có lẽ rằng là có khá nhiều những ý kiến trái chiều, mọi người khen hay có những người không thích hay những người chê cái cụm đèn hậu mới của Hyundai Santa Fe. Nhưng mà với cá nhân Duy thì Duy thích cái cụm đèn hậu mới này. Nó mảnh nhưng mà lại cho chúng ta một cái nhìn có cái chiều sâu. Ở trên Hyundai Santa Fe thì phần cốp không được trang bị tính năng đá để mở cốp như là đối thủ Ford Everest. Nhưng mà khi các bạn cầm chìa khóa ở trong túi quần hay trong người mà chúng ta tới gần phần cửa cốp thì sau 3 tiếng tít 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 phần cửa cốp sẽ tự động được mở lên. Hoặc là các bạn có thể sử dụng ngay cái lẫy bấm ở đây. Xe có thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 3 hàng ghế là 130 lít và mở rộng lên 625 lít khi hàng ghế thứ 3 được gập gọn. Còn nếu các bạn muốn chở đồ, muốn sử dụng nhiều cái dung tích để đồ khoang hành lý hơn thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng cái nút bấm ở đây để gập cái hàng ghế thứ 2 xuống một cách rất nhanh chóng. Duy sẽ thử luôn ạ. Đó, chỉ cần một nút bấm thôi là cái hàng ghế thứ 2 được gập phẳng. Khi mà tiến vào cái không gian nội thất ấy thì Duy muốn dành một lời khen ngay. Ngôn ngữ thiết kế mới đã khiến cho cái bảng tablo của Hyundai Santa Fe trông nó có vẻ như là rộng rãi hơn và thoáng đãng hơn so với cả các đối thủ trong cùng phân khúc. Các bạn có thể thấy rằng là cái dạng thiết kế chia làm hai tầng ở trên bảng tablo ở đây, với cái đường nẹp nhựa giả gỗ tăng thêm cái phần sang trọng kết hợp với chất liệu da nhựa mềm và nhựa cứng. Nhiều tiện nghi cao cấp vẫn là nét đặc trưng của thương hiệu xe Hàn.
Điểm thu hút cho thiết kế nội thất mới trên xe đến từ kiểu ghế ngồi lớn bọc da màu nâu, màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm nổi bật trên bảng táp lô, đi kèm hệ thống 6 loa, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Xe cũng có màn hình hiển thị Head Up Display mới nhất của Hyundai, chính chiếu các thông tin trực tiếp lên trên kính chắn gió. Đây là bản Premium, thế cho nên là chúng ta cũng được trang bị kèm theo cả sấy vô lăng, rồi sưởi ghế cũng như là làm mát ở ghế. Riêng cái tính năng làm mát ghế này rất phù hợp với cả cái điều kiện thời tiết mùa hè ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta ngồi lâu, di chuyển đường xa, đường dài rất là hữu ích ấy. Tiện tiếp xuống phía dưới đây chúng ta cũng có sạc điện thoại chuẩn chi ở đây. Rồi là cổng sạc tẩu 12V, cổng USB AUX hay là cổng sạc điện USB ở đây. Vâng. Hyundai Santa Fe thì có một cái phần khu vực cụm cần số này, thiết kế đẹp, rõ ràng, kèm theo những cái nút bấm ở đây. Có Drive Mode, 3 chế độ lái chúng ta có thể điều chỉnh. Lát nữa thì Duy sẽ chia sẻ cụ thể hơn ở phần trải nghiệm vận hành. Phanh tay điện tử, Auto Hold, hỗ trợ đổ đèo xuống dốc. Rồi phần View, camera 180 độ ở phía sau. Rồi là phần tắt bật, hệ thống cảm biến trước sau ở đây ạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có bệ tì tay ở đây, cũng khá là rộng rãi, kèm với một khay nhỏ chúng ta có thể để những vật dụng như thế này. Đối với cả Hyundai Santa Fe thì tiếp tục có một cái điểm này nữa mà Duy cảm thấy khá hài lòng, đó chính là cái phần hộc ngăn chế độ ở phía trước ghế phụ. Chúng ta sẽ được trang bị thêm một cửa gió ở đây để làm mát đồ uống khi mà chúng ta di chuyển trên những cung đường dài. Đây, các bạn có thể thấy ta hoàn toàn có thể đóng mở ở đây tùy thích. Đối với cả Hyundai Santa Fe thì khá nhiều những cái ngăn để đồ, để chai nước được trang bị ở trên xe. Ví dụ như là ở phần ngay cái trên bản táp lô ở phía trước bên ghế phụ chẳng hạn, các bạn có thể để điện thoại hay để ví vào đây. Vô lăng bọc da ba chấu tích hợp cụm điều khiển ga tự động Cruise Control và tùy chỉnh thông tin giải trí. Cái phần cụm đồng hồ ở phía sau vô lăng được kết hợp bởi một màn hình LCD và hai bên là dạng đồng hồ cơ. Chúng ta khi chúng ta thay đổi cái mốt lái ở đây, xin lỗi quý các bạn, có tới 4 chế độ lái chứ không phải là 3: Comfort, Eco, Sport và Smart. Đó, đèn nền đã được thay đổi theo. Màu xanh là Eco, Sport là màu đỏ. Đây, các bạn có thể thấy rằng này, đó, phải không ạ? Ghế lái được điều chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ 2 vị trí. Ghế phụ cũng được trang bị điều chỉnh điện. Vâng, Hyundai Santa Fe luôn luôn là một mẫu xe có cái phần thành cũng như là cái phần vỏ rất là chắc chắn. Phần cửa các bạn có thể đóng, các bạn có thể nghe những cái tiếng phịch một phát. Đấy, chắc nịch. Ở trên cửa thì chúng ta cũng sẽ có rèm che nắng ở đây ạ. Vâng. Nếu như mà chúng ta để cái hàng ghế thứ hai này ở mức đủ dùng như thế này, hoàn toàn chúng ta có thể mở rộng được các bạn nhé. Đủ dùng như thế này thì Hyundai Santa Fe vẫn cho chúng ta cái cảm giác ổn và rộng rãi. Và khi chúng ta ngước lên một chút để nhìn phần trần nóc xe ở đây thì các kỹ sư của Hyundai cũng khá khéo léo khi mà trang bị cho phần trần này một lớp nỉ được làm giả da lộn màu đen. Thứ nhất ấy là chúng ta sẽ có một cái phần trần xe luôn luôn sạch nếu như mà là màu đen này. Rồi cái cảm giác mà chúng ta nhìn lên những cái chất liệu như thế này thì chúng ta cũng thấy được cái sự sang trọng. Nó giống hơn những cái mẫu xe Đức. Những mẫu xe Đức thì thường sẽ sử dụng cái phần trần được làm bằng da lộn hoặc là bọc nhung ở trên này. Hàng ghế thứ hai được trang bị hai cửa gió điều hòa cùng hai cổng sạc USB tiện dụng. Rồi nếu như mà ở phần hàng ghế thứ nhất, ghế trước bên phụ này mà không có người ngồi thì hoàn toàn vị trí ông chủ mà Duy đang xin phép ngồi ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh ngay nhanh được để tạo cái không gian. Và hoàn toàn chúng ta có thể đẩy lùi cái ghế này xuống đây nữa, tạo không gian nữa, rất là rộng. Và ngay đến phần lưng cũng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nghè được rất sâu như thế này. Các bạn có thể thấy Duy đang ngồi ở đây với một cái tư thế vô cùng thoải mái.
Trước khi tiến xuống cái hàng ghế thứ 3 của Hyundai Santa Fe thì Duy có một điểm chưa hài lòng. Khi mà chúng ta xuống đây, xuống tới hàng ghế thứ 3 thì ở bên phải, bên ghế của ông chủ thì mới có hẳn hai cái vị trí để các bạn có thể gập nhanh cái phần ghế này xuống để chúng ta xuống hàng ghế thứ 3. Còn ở bên này, đối với bên ghế phía bên này thì chúng ta lại không có cái nút gập nhanh đó, và chúng ta buộc phải gập thủ công. Tới hai thao tác thì chúng ta mới có thể xuống được hàng ghế thứ 3. Đó là một cái điểm trừ mà Duy cảm thấy chưa thực sự hài lòng ở trên Santa Fe. Đây, còn bây giờ chúng ta xuống hàng ghế thứ 3 thôi. Với nút ấn ở đây ạ. Rất nhanh chóng, chiếc ghế này được đẩy lên để chúng ta vào, mà bên kia thì lại không có. Một mẫu xe có cái chiều dài cơ sở lên tới hơn 2m7 như Hyundai Santa Fe ở đây với ba hàng ghế thì thực sự là hàng ghế thứ 3 của Hyundai Santa Fe không cho chúng ta cái trải nghiệm đáng để lưu ý. Bởi vì là khi mà Duy để cái vị trí ngồi như vừa rồi, Duy ngồi xuống hàng ghế thứ 3 ở đây, thì một người cao 1m75 như Duy thì đã vừa vặn vào cái vị trí ngồi này. Đầu gối thì đã chạm vào lưng của hàng ghế thứ 2. Nói chung là ngồi ở vị trí này thì với một người lớn như Duy thì Duy cảm nhận là không thoải mái. Và đặc biệt tiếp theo, một điểm nữa mà Duy muốn nói, đó là cái phần nệm ghế ở đây được thiết kế hạ thấp, khiến cho cái việc ngồi hàng ghế thứ 3 chúng ta có một cái tầm nhìn nó không được bao quát và thoáng đãng. Phần đầu của Duy thì cũng đã bắt đầu chạm vào trần xe rồi, và chắc chắn là nếu như mà đi như này mà sóc là đập đây là đau đấy ạ. Còn đối với phiên bản Premium mà Duy đang trải nghiệm ở đây thì hàng ghế thứ 3 đã được trang bị cửa gió điều hòa ở hai bên, kèm theo việc chúng ta có thể chỉnh được tốc độ gió ở đây. Gió thổi mạnh và lạnh. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Duy tiến tới trải nghiệm cái khả năng vận hành của Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư, phiên bản máy dầu 2.2 Premium. Ngay bây giờ thì Duy sẽ thử luôn cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này nhá. Rồi, Duy sẽ xin phép đưa chiếc xe về mức dừng lại hẳn đi, để chúng ta có những cảm nhận rõ ràng nhất từng tua một. Đồng hồ Head-up Display đang báo là 0 km/h rồi. Bắt đầu. Duy đang chạy chế độ Comfort. Nếu như ở những cái nước số đầu có cái hiện tượng giữ tua để cho chúng ta những cái nhiều moment xoắn hơn, thì ở những cái nước sau, hộp số kết hợp với động cơ rất là mượt. Độ ồn của động cơ có chăng chỉ dội vào khoang lái một chút thôi, còn cái sự rung lắc thì chúng ta gần như là không cảm nhận được các bạn ạ. Đó là chế độ Comfort. Còn bây giờ xin phép chuyển sang chế độ Sport luôn. Chúng ta sẽ bỏ qua chế độ Eco. Rồi, chế độ Sport thì sẽ đạp. Ngay khi Duy nhấp vào chân ga ở chế độ Sport thì máy dầu của Hyundai Santa Fe đã có một chút cho Duy cái sự trải nghiệm đến ngay, đó là cái sự hơi rung và hơi gào của động cơ. Nhưng mà đấy là Duy đạp sát sàn ngay khi Duy nhấp vào chân ga luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại đạp nhẹ nhàng hơn xem sao. Rồi, tua máy đã giảm hơn chút ít. Vừa nãy Duy đạp là khoảng 4.000 là chuyển số, bây giờ chỉ khoảng 3.000 là đã chuyển số rồi. Nó đã không còn có hiện tượng giữ tua và hơi khựng nhẹ một chút nữa. Thật ra đấy, đây là Duy thử nghiệm thôi, chứ còn với cái điều kiện vận hành hàng ngày của tất cả mọi người thì rất ít ai có những cái cú đạp tốc ga mạnh và bạo như là Duy vừa thử nghiệm. Chúng ta quay về với chế độ Eco. Màn hình được chuyển về màu xanh lá cây, tiết kiệm nhiên liệu. Ở trên mẫu xe mà Duy đang cầm lái, Duy có cảm nhận rằng là wow, liệu đây có còn là một mẫu xe của Hyundai nữa không? Có còn là một mẫu xe đến từ Hàn Quốc nữa không? Khi mà cái sự phản hồi từ mặt đường lên trên vô lăng, rồi cái trợ lực của vô lăng nó tác động
lên vô lăng mà Duy cảm nhận được qua tay là rất tốt. Từ cái cú đánh lái, từ cái cú chuyển làn của Duy ở những cái tốc độ 50-60 km, nó không còn cái sự mơ hồ, ảo ảnh như là trên những cái mẫu xe Hàn trước đây nữa. Phải nói là Hyundai đã làm rất tốt. Trước đây thì thế hệ cũ thì Hyundai Santa Fe được trang bị hộp số 6 cấp. Còn trên thế hệ mới này thì đã được nâng cấp lên là hộp số 8 cấp. Sử dụng khối động cơ 2.2 lít máy dầu, sản sinh công suất là 197 mã lực tại 3.800 vòng trên phút. Và mô men xoắn cực đại là 441 Nm tại 1.750 vòng đến 2.750 vòng trên phút. Những cái thông số khô khan như vậy thôi, nhưng mà nó đã thể hiện, đã nói lên cho chúng ta thấy rằng Hyundai Santa Fe thế hệ mới này cũng cho chúng ta những cái trải nghiệm tốt về khả năng tăng tốc và kể cả cái cách khối động cơ này ăn uống tiết kiệm nữa, phải không ạ? Để cho tất cả chúng ta hiểu hết về cái khả năng vận hành của một mẫu xe thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà có thể bỏ qua được cái việc mà chúng ta sẽ thử xe ở trên những cái giải tốc độ cao trên đường cao tốc, đường trường. Và ngay bây giờ thì mời quý các bạn cùng Bảo Duy tiến ra cung đường trường, nơi mà chúng ta có thể chạy được những cái giải vận tốc cao từ 80 km trở lên. Đến khi cái vận tốc 80 km/h được duy trì rồi thì Duy đã bắt đầu nghe thấy tiếng gió ù ở hai bên kính cửa dội vào trong khoang cabin. Và tiếp theo nữa là độ ồn từ dưới mặt đường qua cái vòng bánh, chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được. Đương nhiên là đây ở mới ở vận tốc 80 thôi, thì Duy sẽ tiếp tục tăng lên cái vận tốc cao hơn một chút nữa là 100 km/h để chúng ta tiếp tục cảm nhận. 100 km/h đã được set trên màn hình Head-up Display, cũng đã hiển thị có một tiếng gió xẹt xẹt nhẹ ở cái phần trụ chữ A này, trụ gương. Thật ra thì đối với cả các cái mẫu xe tại thời điểm hiện tại thì đa phần là đều sẽ có xuất hiện những cái tiếng gió ù, những cái tiếng xẹt xẹt khi mà cái luồng gió nó chạy qua khe gương và cái cột chữ A. Tiếng ù hai bên kính cũng rõ hơn, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn. Santa Fe máy dầu 2.2D Hatchback trang bị hệ thống phanh đĩa với công nghệ chống bó cứng phanh ABS, EBD, BA. Ngoài ra còn có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC và 6 túi khí